Bạch sư cho con hỏi thiền khô là gì? Thiền khô thì xin thưa cái này chắc có lẽ là Google thì nó sẽ dễ hơn. Thiền khô thì nếu sư nhớ không lầm á, thì tức là vị chỉ có hành thiền thôi chứ không có thực hành quán. Tức là chỉ thực hành thiền chỉ, không có thực hành thiền quán, thì gọi là thiền khô, chứ không có liên quan gì tới mùa mưa.